Rồi xin mến chào quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Rồi hôm nay thì vườn mai của em Phạm Nhi có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một lô mai ghép một lô mai con cho ở vườn của em Nhi ha. Là mai ươm từ giảo hạt giảo Thủ Đức nha cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được thì mình ủng hộ cho vườn của em Phạm Nhi nha. Lúc gài thì cũng tới mùa mưa cô chú anh chị mình, việc mình trồng đất á, mình thả vườn cô chú anh chị ha thì rất là ok nha, tại vì thời điểm này mưa mình hạn chế, mình cũng đỡ tưới hơn cô chú anh chị ha, nên là mình mua và mình dâm mình trồng gốc mình bán phôi cũng rất là ok, giá cũng khá là mềm nha cô chú anh chị. Hàng này nói chung là bông từ 6 cánh cho tới 12 cánh, 15 cánh à, cô chú anh chị mình thấy giá hợp lý, ủng hộ cho vườn của em Nhi nha. Rồi không mất thời gian nữa, mình gặp luôn em Nhi để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi mình chào em Nhi ơi. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể với cô chú anh chị mình đang xem kênh nha. Hôm nay trở lại kênh đó, em xin giao lưu cô chú anh chị mình lô mai mai con của em với cô chú anh chị. Thì cái này là nuôi thì nó cây nó ghép được hết trơn rồi nha cả nhà. Nếu như mình mua gì mình có nhu cầu nó mua bôi mình ghép á thì mình cũng mua gì mình ghép được nha. Rồi. Lô mai như này cao rất là cao luôn. Thì cây nè, cô chú anh chị mình cây tàn khá là đều luôn cô chú anh chị ha. Chi nhánh đầy đủ luôn nha cả nhà. Chi nhánh đầy đủ luôn. Dạo quanh cho cô chú anh chị mình xem. Nè, cây nè tàn đều rồi cô chú anh chị ha. Tàn đều gan luôn cô chú anh chị. Dạ. Tàn đều gan luôn cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn nha cả nhà. Cây rất là tốt cô chú anh chị ha. Gốc nói chung là cũng rất là ngon nha cô chú anh chị. Đây, nguyên cái này thì vàng này nói chung là chắc tầm khoảng mấy ngàn ha em ha. Dạ đúng rồi anh. Vườn này cũng khoảng tầm mấy ngàn cây cô chú anh chị. Thì cái này là em quấn đế em đây thì có rất là nhiều loại đế hết cô chú anh chị. Dạ. Như là so bí luôn. Nói chung là đủ hết. Dạ. Tỏi cũng có nữa nha. Nè, cây tàn rất là đều nha cô chú anh chị. Cây xanh tốt, phát triển rất là ok nha cô chú anh chị đây. Nè. Dạ. Nè. Chung là đủ hết cho cô chú anh chị mình chọn lựa luôn nha. Rồi. Dạ. Thì cái cây này em thì mấy cô chú anh chị mình ơi, cây này cao từ nếu cô chú anh chị lấy từ cao từ 3 tấc đến 4 tấc thì em xin giao lưu cô chú anh chị mình giá 4.000 nha, 4.000 một cây. Bao nhiêu cây mình gửi hàng? Dạ 5 cây em gửi hàng. Dạ thì cái này là 50 cây em sẽ gửi hàng cho cô chú anh chị. Rồi. 100 cây em sẽ bao ship, đặc biệt em có khuyến mãi 50 cây em sẽ tặng 2 và 100 cây em sẽ tặng 5 nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi. Mấy cây này thì cao từ 3 đến 4 tấc. Nó cũng rất là ok, mà cây cao 6 tấc từ 4 đến 6 tấc thì cũng 2, rất là ok đúng không cô chú anh chị? 4 nè. Cô chú anh chị mình lấy 6 tấc nè cô chú anh chị. 6 tấc 7 tấc nha cô chú anh chị, mấy cây này 6 7 tấc hết cô chú anh chị. Dạ, ha. Gốc thì nói chung á là cô chú anh chị mình thấy hàng này là có cái bằng điếu thuốc rồi cô chú anh chị nè. Gốc này là bằng điếu thuốc của cô chú anh chị ha. Nè. Đây, gốc này bằng điếu thuốc hết rồi cô chú anh chị ha. Đây. Thì mình lấy một số cây mà cái cây dạt thôi, cây chẹt chẹt thôi ha, để mà mình quay cái đế cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Em có moi sẵn đế cho cô chú anh chị mình một số cây này ha, đế bí cho cô chú anh chị. Cái này là đế bí. Cái nè, đế này đế bí tròn được 4 muối nha. 2 muối nè, 2 muối, 3 muối, 4 muối ha. 2 muối, 3 muối, 4 muối bí nè cô chú anh chị. Nè, đó. Đó. Cây rất là đẹp, phát triển rất là mạnh luôn nha cả nhà. Cây này là cây lùng nha cô chú anh chị, loại 4.000 nè cô chú anh chị ha. Nè. Đó, nó từ 3 tới 4 tấc cô chú anh chị ha. Cái này đa phần là 4 tấc thì nhiều ha, nó 3 tấc thì nói vậy thôi chứ đa phần hầu như ví dụ cô chú anh chị mua 50 cây thì tầm khoảng tầm 5 10 cây gì là nó 3 tấc thôi, còn lại là nó sẽ là 4 tấc hết cho cô chú anh chị mình nha. Dạ, cây rất là to luôn cô chú anh chị, nếu được thì cô chú anh chị mình ủng hộ em nha. Rồi. Rồi. Thì em cũng rất mong cô chú anh chị mình xem được cái clip này á thì ví dụ mình mua về trồng thay dừa hoặc là mình mua gì mình ghép á thì cô chú anh chị mình hương tình mà ủng hộ em ha. Em cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều luôn á. Thì số điện thoại Zalo của em 0384033427. Cô chú anh chị mình nếu như mà muốn xem hình cây lại hoặc là như thế nào đó để em tư vấn thì cứ liên lạc bên Zalo em nha. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình nha. Rồi, số lượng bên dưới em Nhi có hạn, cô chú anh chị mình muốn mua thì mình liên hệ em Nhi sớm nha. Giá em thấy giá rất là mềm mà cô chú anh chị. Em cũng xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.